Mời mọi người theo dõi trận thi đấu kéo co nam nữ. Cổ động viên có ra trời. Mỗi đội được quyền thi đấu là 10 người, trong đó có 5 nam, 5 nữ và có là 2 cầu thủ dự bị nữ và 2 cầu thủ dự bị nam có quyền thay thế trong quá trình thi đấu, và hình thức thi đấu là kéo vòng cho 5 thôn. Bắt đầu mời mọi người theo dõi trận kéo co lượt đầu tiên giữa thôn Băng Mai và thôn Quyết Thắng. Thôn Quyết Thắng đứng về phía tay trái của mọi người và phía tay phải là của Băng Mai. Băng Mai có số áo, mọi người theo dõi. Cổ động viên lấn khán đài có cả nhà. Các đội lưu ý trong quá trình kéo là chúng ta thi đấu là trong khu vực đường bê tông. Tại đây vì tất cả cổ động viên chúng ta lùi khỏi đường bê tông kìa. Chúng ta lùi khỏi đường bê tông khoảng 2 mét kìa, và để các cổ động viên thi đấu. Lưu ý các vận động viên lưu ý chúng ta thi đấu trên nền bê tông. Đơn vị nào mà kéo ra khỏi đường bê tông coi như là thua. Các vận động viên chú ý nha, chúng ta thi đấu trên nền bê tông. Rồi lưu ý đây, chuẩn bị đây. Bạn Mai nói gì, bạn Mai nói gì. Quyết thắng, chiến thắng. Rồi hai đội thì chúng ta đổi sân. Mời hai đơn vị chúng ta đổi sân. Bạc Dạ Long. Cổ động viên không được cổ vũ trong sân để làm ảnh hưởng đến các vận động viên đang thi đấu. Chào băng ơi. Quay về anh Đặng này. Quay về các bạn Đặng. Đây hai đội tiếp tục trở lại sân. Trọng tài chúng ta kiểm tra vận động viên của hai đơn vị. Các tổ trọng tài chúng ta kiểm tra số lượng vận động viên của hai đơn vị. Rồi hai đơn vị chúng ta cầm dây ra chuẩn bị. Các vận động viên chúng ta lùi khỏi đường bê tông đi. Những cái đường bê tông. Bên này xanh xích quân. Như vậy là Thông Quyết Thắng 2-0. Thông Quyết Thắng sẽ gặp Thông Tùng Sơn. Mời Thông Tùng Tới và Thông Tùng Bi chúng ta vào. Vận động viên chúng ta không. Đây là cặp kéo thứ hai giữa Tông Cói và Dummy. Dummy đang ở phía bên tay phải và Tông Cói đang ở phía bên tay trái của mọi người nhé. Mọi người chơi xem trận kéo lượt thứ hai. Trọng tài bên đây bên Tông Cói xong chưa? Tụi ấy kìa. Hãy subscribe xe đầu tiên phần thắng thuộc về không công cói. Mọi người chờ xem xe thứ hai. Mời hai vị chúng ta đối sân. Hiệp một đơn vị thôn Tông Thái tạm gác 1-0. Thôn Đông Sơn và thôn Đức Thắng chúng ta chuẩn bị. Cầm cái bánh chay đi. Cầm đi. Duy nên cắp hai người rồi. Đi là hai người. Không mà đi nữa chứ. Đây vì các vận động viên. Đây vì các cổ động viên chúng ta lùi khỏi đường biên đông. Như vậy Tông Cói đã thắng 2 xe liên tục với thôn Nam My. Và lượt kéo thứ 3 giữa thôn Quyết Thắng và thôn Đông Sơn. Quyết Thắng là có trang phục màu caro đỏ xanh, và Đông Sơn là với trang phục màu vàng. Mọi người chờ xem lượt kéo thứ 3 trong giải của Đại hội Thể Dục Thể Thao Xã Ba lần thứ 10 năm 2024 mọi người. Tối hôm nay chúng ta kiểm tra vận động viên của các đơn vị. Hôm nay tổ trọng tài đang kiểm tra người. Đông Sơn chúng ta tới gì? Cả vòng á. Cả vòng tròn mà. Vòng tròn. Ừ. Đâu chơi. Mở rớt một cái đó. Chí Đông Sơn rồi, hai đội tiếp tục thi đấu. Đông Sơn chúng ta đang đây này. Đơn vị nào thắng trong trận đấu này sẽ là đơn vị vào thi đấu chung kết. Lấy dây một cái đây. Như vậy là không có thắng, hòa thắng. Và lượt kéo này là quyết thắng tiếp tục giành chiến thắng 2 set liên tục. Như vậy đã xác định được. Mời mọi người chờ xem theo dõi lượt kéo tiếp theo giữa thôn Băng Mai, thôn Đâm My và thôn Đông Sơn. Đây là trận kéo giành huy chương vàng giữa thôn Tông Cói và thôn Quyết Thắng. Mời vận động viên của hai đơn vị Quyết Thắng và Tông Cói chúng ta vào sân.